Song song với các bệnh truyền nhiễm thì giun, sán, ký sinh trùng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở chó. Nhưng khác với bệnh truyền nhiễm, chỉ xuất hiện khi chó tiếp xúc với mầm bệnh. Còn ở chó con, do cơ thể còn yếu và thói quen liếm láp mọi thứ xung quanh, kể cả đất hay là cát, giun sán có ở 100% tất cả các chú chó con. Mình xin nhắc lại là 100% tất cả các chú chó con trong người đều có ký sinh trùng, chỉ là ít hay là nhiều mà thôi. Chúng âm thầm sinh sôi ở các cơ quan nội tạng như là dạ dày hay là tim hay là ruột gan của chú chó. Và chỉ khi bệnh đã rất nặng thì chú chó mới có biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài, như là đi ngoài ra run, nôn ra run, chướng bụng, bỏ ăn, vân vân. Lúc này thì nó đã nguy hiểm đến tính mạng rồi các bạn ạ. Với kinh nghiệm 3 năm nay suốt ngày chỉ có ăn với chăm chó con của mình thì mình tự tin có đủ kinh nghiệm để mà trị bọn giun sán này một cách thật là triệt để. Và video này sẽ chỉ cho các bạn cách thực hiện theo hướng dẫn 4 đúng của mình. Thứ nhất là đúng thời điểm, tẩy giun khi nào, cách nhau bao lâu là đủ. Thứ hai là đúng thuốc, nhiều loại thuốc quá thì biết chọn loại thuốc nào đây. Và thứ ba là đúng cách, mua thuốc về rồi thì cho cháu uống như thế nào. Và cuối cùng là đúng liều lượng, cho cháu uống bao nhiêu thì là đủ. Không dài dòng nữa, ấn nút đăng ký rồi vào nội dung chính của video này nhé. Các thời điểm tẩy giun của chó từ lúc sinh ra đến hết cuộc đời. Lần đầu tiên là các bạn sẽ tẩy vào lúc 3 tuần tuổi. Và sau cái lần đầu tiên đấy thì cứ mỗi 2 tuần các bạn tẩy giun một lần cho đến khi được 3 tháng tuổi. Sau 3 tháng tuổi, cứ mỗi 4 tuần hay là 1 tháng đấy thì các bạn tẩy giun một lần cho đến khi chó được 6 tháng tuổi. Các trường hợp nhiễm giun sán nặng thường rơi vào cái độ tuổi là dưới 6 tháng tuổi. Nếu mà vượt qua được cái giai đoạn này thì các bạn có thể yên tâm hơn nhiều rồi. Tuy nhiên thì vẫn cần tẩy giun định kỳ theo những cái lịch tiếp theo mình kể dưới đây. Sau cái giai đoạn 6 tháng tuổi thì cứ mỗi 3 tháng các bạn tẩy giun một lần cho đến khi được 1 năm tuổi. Và cuối cùng là sau cái giai đoạn 1 năm tuổi là chó đã trưởng thành rồi thì mỗi năm các bạn tẩy giun từ 1 cho đến 2 lần. Đây là khoảng thời gian chó đã trưởng thành thì các bạn không còn phải lo lắng quá nhiều về giun sán nữa. Nếu chó ra ngoài nghịch đất cát nhiều thì các bạn hãy 6 tháng tẩy giun một lần, còn đâu thì 1 năm một lần thì là ok. Tẩy giun cho chó bằng thuốc gì thì là tốt nhất? Thuốc tẩy giun cho chó mình sẽ chia ra làm hai loại chính. Thứ nhất là thuốc dạng viên và thứ hai là thuốc dạng nước. Thuốc tẩy giun thì cũng có cả chục hãng sản xuất. Nói thật với các bạn là trong 3 năm mình nuôi chó ấy, tính số lượng chó ra thì nó phải đến cả nghìn con chó con. Nhưng mình chỉ dùng có hai hãng thôi. Và 2 năm về trước thì mình dùng thuốc viên của Sanpet. Và 1 năm trở lại đây thì mình có dùng thuốc dạng nước của Toronto. Và cả hai hãng mình đều thấy hiệu quả cả. Vậy nên mình nghĩ các bạn cũng không cần phải quá quan tâm nhiều đến cái hãng thuốc để làm cái gì cả. Sanpet thì là của công ty Việt Nam, ưu điểm là cực kỳ rẻ, 50.000 một vỉ thuốc, dùng cả đời một con chó thì mới hết được. Dùng cũng hiệu quả chứ không phải là không, vậy nên mình mới dùng tới tận 2 năm liền trước khi mình đổi sang cái thuốc của Toronto. Và có 4 lý do để mình đổi sang thuốc của Toronto, mặc dù nó đắt hơn vài lần so với các cái thuốc dạng viên nói chung và thuốc của Sanpet nói riêng. Thứ nhất là một viên Sanpet dành cho 5kg mà chó nhà mình toàn là chó con, chỉ từ khoảng 500g cho đến 1kg là nhiều. Mà dùng ở Sanpet thì mình sẽ phải bẻ thuốc. Mình sẽ phải bẻ thuốc để lấy đúng liều lượng, vừa mất công vừa khó chia thuốc ra chính xác là 1/5 hay là 1/10. Thuốc dạng nước thì cứ 1kg tương đương với 1ml, muốn hút bao nhiêu thì hút, chính xác từng tí luôn, không sợ quá liều khi mà sử dụng. Lý do thứ hai là có thể là lý do lớn nhất dành cho các bạn xem video này quan tâm, đó là thuốc uống dạng nước thì dễ uống hơn nhiều so với thuốc uống dạng viên. Còn cụ thể dễ như thế nào thì chúng ta sẽ bàn kỹ hơn ở phần sau của video nhé. Lý do thứ ba mà mình chuyển sang thuốc dạng nước của Toronto thay vì thuốc dạng viên của Sanpet, đó là thuốc ở Sanpet thi thoảng sẽ gặp các cái tác dụng phụ như là nôn hay là chớ ra đồ ăn. Mặc dù là nó cũng ít gặp và nó cũng chẳng nguy hiểm gì cả, nhưng mà một khi chó uống thuốc giun xong mà bị chớ ra ấy, mình lại phải đợi đến ngày để mình căn ngày mình cho uống thuốc lại. Bởi vì mình không biết là cái lần đấy chớ ra cả đồ ăn thì nó có lẫn thuốc ở trong đấy hay không. Nếu mà trường hợp mà chó chớ ra thuốc thì mình phải cho uống lại đúng không? Nhưng mà sẽ không cho uống ngay cái lúc đấy được. Tại vì là nếu mà cho uống ngay lúc đấy mà nó rơi vào cái trường hợp là chó không chớ ra thuốc thì thành ra mình cho uống 2 lần, uống 2 lần thì nó bị quá liều mất. Thế nên nó sẽ rất là mất việc với mình. Thì mình quyết định là sẽ dùng sang thuốc dạng nước của Toronto. Lý do cuối cùng mà mình chuyển sang dùng thuốc dạng nước của Toronto ấy, đó là thuốc dạng nước của Toronto mặc dù là nó có đắt hơn cái thuốc dạng viên nói chung, thì mình thấy thật ra đối với mình là người kinh doanh chó cảnh thì mình thấy nó cũng không phải là quá đắt so với mình. Mình ưu tiên cái sức khỏe của chú chó lên hàng đầu và cái sự tiện lợi đi kèm sau đó. Tính ra thì kể cả các bạn nuôi chỉ một bạn cún thôi, giá thành khoảng 300.000 cho một lọ thuốc tẩy giun tẩy được cả một vòng đời của chú chó nhà mình thì mình thấy nó cũng bình thường mà đúng không? Trong khi lại dễ cho cún uống thuốc hơn rất là nhiều.
Mà nói đến đây mình nhớ là bạn nào nếu mà mua thuốc tẩy giun hay là bất cứ phụ kiện gì cho chó có thể lên fanpage chăm chó cùng tiến hoặc là vào trong web chăm chó cùng tiến.com để đặt hàng ủng hộ mình nhé. Nếu bạn thấy nội dung mình chia sẻ hữu ích thì đó cũng là một cách để mà cảm ơn mình, vì cái gì mình trải qua rồi thì mình mới chia sẻ, chứ không phải là thuộc cái dạng cố gắng trèo kéo để mà bán sản phẩm để làm gì. Đối với mình, ai mua ủng hộ thì mình rất là quý, rất cảm ơn. Còn các bạn mua ở đâu thì cũng được, tiện gần nhà thì các bạn mua ngay cũng được. Mình xin đảm bảo là tất cả những cái lời mình nói ở trong các cái video của mình là những kiến thức thực sự để giúp các bạn chăm sóc chó tốt hơn. Đó chính là cái giá trị cốt lõi của kênh YouTube mà mình lập lên. Xem đến đây thì bạn nào chưa đăng ký thì ấn đăng ký để ủng hộ mình luôn đi nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ cùng qua cách cho cháu uống thuốc tẩy giun như thế nào nhé. Cách cho cháu uống thuốc tẩy giun thì dù các bạn cho uống dạng viên hay là dạng nước thì nó cũng say no với thuốc hết. Và chúng ta lúc này sẽ phải dùng sức mạnh của bề trên, sức mạnh của một chủ nhân để ép chú chó uống. Tất cả cũng là vì sức khỏe của chúng nó mà thôi. Dạng viên thì cách các bạn cho chó uống có thể sẽ hơi bạo lực một chút. Các bạn phải nhét thuốc sâu vào trong vòm miệng của chú chó, nó phải sâu vào trong cái khoảng từng này. Đấy, sau đó các bạn giữ miệng chú chó đóng lại để ép chó phải nuốt thuốc thay vì khạc thuốc ra. Cách này tuy khá thô bạo nhưng mình đảm bảo là nó không gây nguy hiểm gì cho chú chó cả. Và gần như nó là cách duy nhất để cho chó uống một viên thuốc nhanh chóng. Và nói thật là cái cách này thì không phải ai cũng dám làm. Còn một số cách đánh lừa chó uống thuốc bằng cách gài vào thức ăn hay là mua thuốc có vị thơm ngon thì mình cũng thử rồi. Và vừa mất thời gian mà mình thấy không phải lúc nào cũng thành công đâu. Mình làm lúc nào chúng nó cũng nhận ra được, thế nên là mình thấy nó mất thời gian, thả nhét thuốc vào luôn cho nó nhanh. Trong khi nếu mà cho vào gài vào thức ăn còn không biết là chúng nó có uống thật chưa, có ăn thật chưa hay là nó rơi đâu, bởi vì cái thuốc viên nếu mà các bạn mà cố nhét vào nó sẽ rất là nhỏ. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà mình rút ra được. Còn riêng đối với cái thuốc dạng nước ấy thì các bạn chỉ cần giữ miệng của chú chó ngửa lên trên này, sau đó các bạn bơm thuốc vào miệng, chó sẽ tự động nuốt nước. Và cái so với cách trên thì cách này dễ làm hơn rất là nhiều với những cái người không chuyên như đa số các bạn đang xem video này. Đây chính là điểm ăn tiền nhất của thuốc dạng nước so với thuốc dạng viên. Mình chuyển qua dùng thuốc dạng nước thì cũng vì lý do này là chính. Vậy thì liều lượng cho uống bao nhiêu thì là đủ? Liều lượng chính xác thì cái này tùy thuộc vào từng loại thuốc, từng cân nặng của chú chó một. Chính xác nhất thì các bạn cứ xem trên bao bì của thuốc, sau đó chia theo cân nặng của chú cún là sẽ ra được cái mức chính xác. Uống quá liều một chút thì có thể dẫn đến một vài cái tác dụng phụ, nhưng mà nói thật là mình cũng thấy nó không nguy hiểm. Còn uống quá nhiều, uống quá liều rất là nhiều thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ gây ra nguy hiểm. Vậy nên các bạn cứ cho uống đúng theo bao bì. Thuốc viên thì các bạn có thể bẻ thuốc nhỏ ra để phù hợp với cân nặng của từng chú chó nhá. Bẻ thuốc mà khó ước chừng quá ấy, các bạn bẻ thuốc xong mà không biết là các bạn đã bẻ đủ chưa hay là bẻ thừa hay bẻ thiếu rồi, thì cứ theo tôn chỉ là thà cho chú cún để uống ít hơn, tức là uống ở cái mức ít còn hơn là bị uống quá liều. Nhớ cái này nhá. Thế thôi, hãy ấn đăng ký và like video này nếu mà thấy video này mình làm hữu ích. Hãy nhớ nếu có nhu cầu mua chó cảnh, mua phụ kiện liên quan đến chó thì hãy liên hệ với mình qua các cái thông tin đang hiện sau đây và cân nhắc xem video tiếp theo đang hiện thị ở bên cạnh. Nhớ đăng ký để mình còn được 100 sub.